Các bác ơi, em nay em giới thiệu tất cả các bác mấy cái bộ tép chế ở ngoài này này và báo giá cho tất cả các bác. Thì bình thường thì các bác nào mà thích đóng thành hộp ấy thì bên em cũng đóng thành một cái hộp gọi là giả vân gỗ. Còn đâu các bác nào mà không muốn chi phí nhiều thì chỉ cần để cái phễu và cái củ chét ở trên thùng loa thôi. Em bán loa thì rất là đơn giản. Em bán hộp thì em lại bán thêm được cả hộp. Còn nó các bác đơn giản thì chỉ cần lấy tép với phễu thôi. Đây, nếu các bác mà muốn em tặng cho tụ trở thì sẽ không mất tiền. Thì còn nó cách đầu lối thì các bác đầu lối như này, mỗi bên một con, thì đằng sau lít loa thì mình 1 mét dây để đằng sau lít loa. Còn đâu nếu mà các bác muốn mua một bộ tép mà có cả cái phân tần như này thì thêm 150 nữa anh em nhé. Thì em sẽ bán kèm cùng với tép với cả phễu. Còn đâu các bác mua rời cái tép phân tần này ở ngoài thì sẽ đắt hơn một chút xíu. Đấy. Cách kết nối thì nếu mà tụ trở thì các bác đây là phễu tép đầu xoáy của BM thì mình cứ xoáy thẳng vào cái phễu 15-32 này thôi. Phễu này là cao 15 và dài 32, anh em lưu ý nhá, kích thước nhá. Cao 15 và dài 32 phân, còn các bác mà lấy phễu cao 11 và dài 28 thì nó sẽ bé và ngắn hơn. Mà nó cũng lại còn cả rẻ hơn cái phễu này. Nhưng cái phễu 15-32 này thì sẽ dày dặn hơn, đẹp hơn. Và đây là tép của BM nhá, thì các bác có thể lấy một bộ này. Đấy. Một bộ này là tặng cho tụ trở là 850. Còn các bác mà lấy thêm phân tần thì cộng thêm vào. Đấy. Các bác nhá, đây là BM. Còn đây là hai dòng neo này. Đây là neo 450 BNC này. Neo 450 BNC côn 44. Nếu anh em mà lấy cái củ không thôi thì anh em nhá, đây vừa nãy em bảo là 850 là cả tép cả phễu nhá. Còn cái củ BM này có 700 thôi. Còn các bác mà lấy mấy cái tép 450 BNC từ neo này thì của nó có giá là 750. Rất là rẻ luôn. Neo này em đang xài ở nhà máy. Có đây là neo khối. Neo khối rời xếp này sẽ xịn hơn. 1.150.000 một đôi củ này. Thì các bác lấy về chế rời ở ngoài thì em cũng mấy bộ này cũng đang bán tép chế cho khách hàng rất là nhiều. Các bác quan tâm đến cái bộ nào cùng là neo nhưng lại giá thành khác nhau. Con neo này là cốc nhôm lõi bên trong bằng kim loại này. Khe từ viền đồng côn dẹt. Con này cũng côn dẹt khe từ viền đồng nhưng mà lõi của nó bằng nhựa. Giá bình dân hơn. Anh em quan tâm đến dòng nào cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Những cái bộ cóc chét này ấy, thì các bác bộ dàn mình bị thiếu tép thì mình cứ để ở trên nóc loa và cài đằng sau đít loa vào. Tép kèn nó phải có qua tụ lọc hoặc là phân tần thì nó mới không bị cháy tép và tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy. Và các bác có nhu cầu ấy liên hệ trực tiếp cho em nhé.